Cháu thưa cô Yến, về vấn đề tình cảm, cháu vẫn nghe người ta thường nói có câu là nhân duyên do trời định. Câu nói này trong tình cảm có đúng không ạ? Có thực sự là việc mình gặp, kết duyên và sau đó gắn bó với một ai đó có thể đến cuối đời được hay không là định sẵn rồi hay không? Hay là tất cả chỉ do quyết định của mình trong một khoảng thời gian và không gian nhất định ạ? Đây là một câu hỏi về vấn đề là bây giờ nhiều người người ta hay cả quan điểm từ ngày xưa nữa là nhân duyên là do trời định và xếp đặt như thế nào là ông trời cũng đã sắp đặt sẵn rồi. Đấy thì không biết rằng là vấn đề này như thế nào thì con xin mời cô có thể giải đáp giúp cho bạn vừa đặt câu hỏi. Kính thưa các bạn, cái quan điểm như về trời đất là thần linh rồi tất cả các thứ thì nó thuộc về cái đức tin. Cái đức tin thì cái đức tin này nó ở đâu mà lại sinh ra? Do cái tâm mong cầu của mình. Cái tâm mong cầu của mình, mỗi khi mình thấy khổ quá, mình mong cầu một điều gì đó cho nên mình phát sinh ra các cái đức tin. Thì có những cái đức tin nó vô căn cứ. Ví dụ như cô chỉ nói thế này thôi. Thấy mặt trời thì nó luôn luôn chiếu sáng. Thế cho nên người ta nghĩ là có một ông thần này rất là mạnh mẽ, đó gọi là thần mặt trời. Rất là mạnh mẽ, có thể thiêu đốt đi tất cả những cái gì đau khổ. Cho nên người ta cầu cái ông thần đó đến để thiêu đốt cho mình hết tất cả những cái gì khổ đau. Đấy là do từ cái tâm mong cầu cho nên phát sinh ra các cái đức tin. Các bạn ạ, khi Đức Phật ra đời thì Đức Phật làm trong sạch cái đức tin của mỗi con người. Đức Phật chỉ rõ cho chúng ta biết đó là chúng ta chủ động được trong suy nghĩ, lời nói và việc làm. Cho nên là chính chúng ta sẽ là thừa tự lại cái nghiệp do suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta. Cho nên là khi mà chúng ta yêu quý ai đó, chúng ta bố thí cho ai đó thì người đó sẽ đến trả ân cho mình. Cho nên có thể kiếp sau, cô chỉ nói một mảng nhỏ là vợ chồng thôi, chứ cô không nói con cái bạn bè, cô chỉ nói nhân duyên vợ chồng và tình yêu thôi. Thì khi mà hai cái người này mà làm trong cái tiền kiếp trước mà bắt đầu làm quen, gọi là quen sơ, chưa phải là có duyên nhiều lắm, gọi là quen sơ thôi ạ. Ví dụ cái quen sơ đấy thì nó tương tục thế này, cô sẽ nói ra một cái mối quan hệ rất là đơn giản thôi. Ví dụ như này, một câu nói mình cũng có một mối quan hệ ạ. Hôm nay cô đi mua một mớ rau, thì cái bà bán rau này bà ấy mới bảo rằng là rau hôm nay ngon lắm, lấy cất ở cái chỗ này rất là tốt, rau rất sạch. Thế cô về cô ăn thì cô thấy rất là ngon. Thì cô bảo công nhận là cái bà này bà ấy nói thật, công không biết là cái vườn rau chỗ nào người bán, người trồng rau giật thật là có tâm. Chính cái câu nói của cô đã kết nối tâm của cô với tận cái người trồng rau. Đấy, nó xa đến mức độ như thế, tận với người trồng rau. Cho nên cái mối quan hệ trong các kiếp sau của cô lại xuất hiện cái bà trồng rau này. Và trong cái nghiệp mà, và cô sẽ tự khởi tâm yêu mến cái bà trồng rau này. Đấy, tự khởi tâm như thế, tức là nhìn thấy cái bà trồng rau thấy vui. Mà cái bà trồng rau này đến kiếp sau có thể là một người nào đó, nhưng mà nhìn thấy quen quen, thấy cảm mến, nhưng mà đó nó chẳng qua xuất phát từ một câu khen ngợi thôi. Đấy, cái nhân quả nó như vậy đấy. Để chúng ta hiểu thấu được tại sao chúng ta có tất cả các mối quan hệ. Trên khi mà chúng ta làm một việc gì thì Phật có dạy thế này, tán thán những điều đáng tán thán thì có được những cái nhân thiện lành ở cõi trời. Chính là như thế đấy ạ. Cho nên chúng ta phải biết rõ bài bản chất chúng ta mới tán thán. Chưa biết rõ thì chúng ta phải thẩm sát đã, phải xem xét đã. Thế thì đấy là cô nói qua về cái nhân duyên để cho các bạn biết cái nhân duyên đó nó không phải là trời định mà là do tâm của chúng ta. Đấy, tâm của chúng ta lưu xuất ra thế gian này và cái tâm đó nó phát sinh tới đâu thì chúng ta sẽ phát sinh ra các quan hệ tới đó. Chứ không có ông trời nào định cho chúng ta được. Ví dụ như tâm của chúng ta phát sinh đến một con vật và chúng ta ham ăn cái mạng của nó vì thích. Ham nó thì trong cái tâm của nó là cái tâm sợ hãi chúng ta và cái tâm muốn trả thù chúng ta thì sẽ nảy sinh ra kiếp sau. Nếu như nó đủ duyên phước làm người, chúng ta lại đủ duyên phước làm vật thì nó sẽ báo oán ta. Hoặc là nó cũng đủ duyên phước làm người, mình giết nó vẫn đủ duyên phước mà mình chưa bị quả báo, mình làm nhiều việc thiện lại làm người, thì kiếp sau nó cứ chúng ta ở đâu nó đánh nhầm rồi thì nó sẽ làm đủ việc đâm xe một cách vô cớ vào ta để ta ngã. Tức là nhiều cái mà khiến chúng ta không bắt đền được.
chúng ta cảm thấy bị oan ức trong cuộc đời này, nhưng mà không phải do kiếp trước mình đã có những cái việc làm quá sai trái rồi. Đấy, để các bạn, cô nói rộng thì các bạn hiểu rằng không phải do ông trời nào định, mà do chính tâm của chúng ta nó định cho chúng ta trong kiếp sau gặp ai và yêu ai. Đấy, gặp ai và lấy ai. Thế nhưng mà ngoài cái nhân nghiệp đấy, chúng ta lại còn nhiều cái tương tác duyên khác. Trong một cái duyên nghiệp ác đó, chúng ta có thể khởi thiện với nhiều người khác. Thì chính cái tâm khởi thiện đó nó sẽ làm ít, làm giảm đi cái mức độ mà chúng ta chịu quả báo. Vì thế cho nên chúng ta có thể là, chúng ta tuy rằng chúng ta là giết một con ngan như thế, đến kiếp sau nó có thể làm người, nó làm người nhé. Ví dụ quốc sau chúng ta cùng phải làm người, nhưng mà kiếp này cô cũng làm một cái việc cực kỳ thiện cho người khác nữa, hoặc là cực kỳ ác cho người khác mà hơn con ngan này. Trên kiếp sau thì cô với con ngan này nếu nó về làm người thì vẫn cảm thấy yêu mến nhau, nhưng chưa đủ duyên để trả thù nhau, nhưng vẫn yêu quý nhau. Do mình yêu quý cái thịt con kia để ăn, cho nên mình nhìn thấy nó mình vẫn yêu quý nó. Thế còn mình lại còn thấy cái việc khác với người khác mình yêu quý hơn, cho nên phát sinh ra mình yêu hai người này, người yêu người này hơn hay là ghét người kia hơn. Nhưng mà ngay trong hiện từ bé đến lớn của mình lại còn do bố mẹ mình hướng dẫn, do tâm mình phát sinh. Nếu như mình phát sinh ra cái việc thiện cực lớn thì cái việc ác kia mình lại, cái tâm ác, cái việc thiện của mình tăng lên. Vì thế cho nên là kết với cái tâm thiện cũ thì mình lại yêu phải cái người đang có nhiều thiện duyên với mình, và không yêu cái người có ác duyên với mình. Tức là mình có nhiều nhân duyên yêu nhiều người xung quanh mình, nhưng do từ đầu đời đến bây giờ mình lại có nhiều nhân duyên sinh trong gia đình cha mẹ như thế này, rồi có những cái bạn hữu như thế kia, thế thì nó lại tác duyên và cho mình làm thiện làm ác ngay trong hiện tại. Tại vì từ bé đến lúc tình yêu chúng ta chủ động trong các hành động và tư duy rất là nhiều, trên chúng ta phát triển thiện hoặc phát triển ác. Thế nếu như chúng ta phát triển thiện nhiều thì cái người mà có thiện nhiều mình sẽ yêu người ta. Tức là cái nhân quả của mình hướng tâm mình tới đó. Thế nếu chúng ta phát sinh nhiều việc ác thì cái nhân quả lại gặp ngay cái con ngan kia, nó tái sinh, nó làm người để nó làm mình yêu quý nó, mình yêu quý cái xác thân của nó, thích nó, cho nên là nó sẵn làm khi lúc nào nó để cho mình yêu quý nó trước, tại mình là chủ nó, mình ăn nó trước, cho nên là nó sẽ rất là bị quy thuận trước cái tình yêu của mình. Nhưng xong rồi thì nó về nó sẽ chiến đấu với mình, cho nên tạo thành những cái vợ chồng bất hòa. Đấy là cô nói một nhân duyên làm ví dụ, còn có nhiều những cái nhân duyên mà kết thành thiện ác khác nhau để cho chúng ta hoặc là oán hoặc là ái nhau để về trả nợ. Trên cái này không có cái nhân duyên là trời định nào cả, mà ngay trong cái hành vi của các bạn trong hiện tại có thể thay đổi những người đến với các bạn, một là thiện, hai là ác. Đấy, cho nên ngay trong cái hành vi trong hiện tại của các bạn thì khiến cho các bạn thay đổi được đối tượng người yêu là ai, chứ không có ông trời nào định cho mình cả. Trong tất cả mọi việc không có một ông trời nào định cả, mà cũng không có ông trời nào cứu mình hay ông trời là giáng họa cho mình. Chính những cái hành vi của mình nó sẽ đưa đến kết quả cho mình là gặp ai, hành vi của mình đưa đến kết quả cho mình được hạnh phúc hay đau khổ. Cho nên chúng ta có thể chuyển hóa được tất cả những cái nghiệp của chúng ta trong quá khứ, nếu như chúng ta còn đủ duyên phước. Chứ còn nếu như kiếp trước mình gây ra cái việc quá nặng rồi, sinh ra kiếp này bại lão rồi, thì không thể nào chuyển nghiệp được nữa. Đấy là trả quả. Ví dụ cái hành vi trong kiếp trước quá nặng rồi, mà cộng với lại khi khiến cho mình phải sinh trong một gia đình cũng nặng nghiệp, tức là cái người nhà là đi làm loạn tâm loạn ý người khác nhiều rồi, thì cái người nhà này không được hưởng phước. Cho nên là mình sinh vào cái nhà đấy, mình bị cái nghiệp điên loạn, còn người nhà mình thì trả phải cái quả báo, phải đau khổ, loạn tâm, loạn ý. Đấy là cùng với nhau trả nghiệp. Thế thì cái người điên này không làm chủ động được, mà những người xung quanh người nhà còn có phước thì phải chủ động được trong cái việc thay đổi nghiệp lực để khiến cho tất cả cái chùm nhân quả nó được thay đổi đi. Vâng ạ, và con có thấy trong những cái bình luận trực tiếp này có một cái câu hỏi mà bạn cũng liên quan đến cái câu mà cô vừa trả lời đấy. Thì là con thấy cũng có ý cô trả lời rồi, cũng rất là mong cô có thể trả lời thêm cho bạn ý. Đó là nick của bạn Hoàng Quỳnh có hỏi là: cô ơi, cô cho con hỏi, vợ chồng lấy được nhau, đến được với nhau liệu có phải do duyên kiếp trước không ạ? Vợ chồng chúng con rất yêu nhau nhưng lại hay khắc khẩu ạ. Liệu có phải do kiếp trước mắc nợ nhau không ạ? Vâng. Thì cái mà các bạn, cô cũng vừa trả lời rồi, nó là cái duyên, đúng là cái duyên cho kiếp trong kiếp trước, nhưng nó cũng là cái duyên của các bạn trong cái kiếp này nữa. Tức là cái nhân của các bạn trong kiếp này, duyên tức là bạn có thể là một người
Ví dụ như cô chỉ nói đó chỉ là cái duyên thông qua cái bà bán rau thôi, đến cái người trồng rau thôi, đó là duyên để chúng ta kết hợp với nhau trong kiếp này, hoặc là giữa mình với con ngan thôi. Nó chỉ là duyên như thế thôi, chứ nó chưa phải là định nghiệp. Nhưng mà trong kiếp này, từ đầu đời đến bây giờ, bạn có thể khởi những cái việc mà ví dụ hay cãi người khác, hay cãi người khác và hay bắt người khác theo ý mình. Trong đây bạn sẽ tạo thêm những cái nghiệp nữa, cho nên khiến bạn phải kết quả là lấy phải cái ông chồng hay khắc khẩu. Thế thì bây giờ bạn có thể chuyển hóa nghiệp lực của mình đi bằng cách mình biết tha thứ, biết lắng nghe, và mình biết cúng dường Tam Bảo, hồi hướng cho những chúng sinh mà nhiều kiếp mình đã áp đặt và dùng lời nói của mình khiến cho người ta đau khổ, và người ta cũng đang theo để mà báo oán mình. Thế thì mình cũng dùng cái phương pháp bố thí, cúng dường Tam Bảo, hồi hướng phúc cho họ để hoàn trả lại cái công bằng cho họ. Và đến bây giờ thì mình tu nữa, từ mình tu được cái tâm lắng nghe, biết tha thứ và biết quán nghiệp nhân quả để nhẫn lại những cái việc bất như ý của mình, thì mình có thể dừng nghiệp và chuyển nghiệp được, chứ không phải là định sẵn là khắc khẩu là sẽ khắc khẩu mãi, không phải thế. Dạ vâng ạ, hy vọng rằng bạn Hoàng Quỳnh vẫn đang xem những câu trả lời của cô, và bạn đã có thể giải đáp được những thắc mắc của mình. Và hy vọng bạn sẽ luôn luôn theo dõi những buổi trả lời câu hỏi của cô, và bạn có thắc mắc gì, cũng như các quý Phật tử và các bạn trong câu lạc bộ, các bạn có thắc mắc như thế nào, có thể bình luận ngay trong clip trực tiếp này để có thể được giải đáp trực tiếp luôn ạ. Kính thưa cô và các bạn, câu hỏi đầu tiên của một bạn. Đây là câu hỏi về chủ đề mà đúng là rất là nhiều bạn trẻ quan tâm, chủ đề về tình yêu. Các bạn có thấy nhiều vướng mắc về vấn đề này không ạ? Có không? Vâng, câu hỏi như sau ạ. Cô ơi, hai người gặp nhau rồi yêu nhau, có phải do duyên số mà ông trời định sẵn không ạ? Từ hồi đi học đến khi đi làm, cháu được rất nhiều người con trai yêu mến và theo đuổi, nhưng cháu lại không thích ai. Mặc dù những người ấy rất là tốt, mà cháu lại phải lòng một anh chàng con trai, một người con trai lớn hơn cháu 3 tuổi cô ạ. Anh ấy không đẹp trai như những người đàn ông khác, gia cảnh cũng không tốt bằng những người đàn ông khác, nhưng cháu cũng không hiểu sao cháu lại chỉ yêu mỗi mình anh ý, trong khi thế giới ngoài kia có rất nhiều người tốt hơn anh. Ngoài anh ấy ra, cháu không thích một người con trai nào cả. Cô có thể giải thích giúp cháu được không ạ? Cháu xin cảm ơn cô. Vâng ạ, kính thưa cô, là đây là một cái vấn đề mà nhiều bạn không thể lý giải nổi, tại sao mình lại yêu người khác, mà có thể là nếu được lựa chọn thì người ta có thể lựa chọn nhiều người tốt hơn, nhưng lại chỉ yêu đúng người đấy thôi ạ. Vâng ạ, con có thể mời cô giải thích tại sao lại như vậy ạ. Vâng, mời cô ạ. Cô cảm ơn Đức Anh. Cô chưa trả lời câu hỏi tại sao, mà cô sẽ nói đến cái tiếp theo ạ. Nếu hai người này lấy nhau thì gia cảnh là không tốt, không tài, bạn này lại không tài, không có tiền, thì cái bạn nữ này sẽ sống trong cả một cuộc đời biết thế, phải không? Biết thế, tôi lấy người kia, tôi đầy người theo đuổi, tôi lấy anh nó khổ thế này. Sau đấy lúc mình làm không có tiền chẳng hạn, đấy biết thế mình lấy ông kia xong, trên cả cuộc đời tâm sẽ không hướng về chồng mà toàn hướng về những người yêu cũ. Rồi theo dõi xong bây giờ người ta thành đạt thế nào, rồi lại mang câu chuyện biết thế ra nói với chồng. Thế là không có hạnh phúc, phải không? Có khi đi chơi với chồng nhưng vẫn sống trong cái biết thế. Ví dụ đi chơi với chồng, hôm nay chồng chỉ có hai vợ chồng đi chơi chỉ vào uống được cà phê vỉa hè thôi. Nhưng mà cái bạn tán mình, bây giờ mình biết bạn thành đạt, ngồi uống cà phê mấy chồng, nhưng mà nếu mà mình lấy người kia thì chắc chắn mà mình phải vào cái quán cà phê kia bên đường cơ, chứ không uống vỉa hè thế này, phải không? Cho nên là sống trong cái tâm niệm biết thế cả đời rất là đau khổ. Thế thì phải trả lời được câu hỏi tại sao thì sẽ chấm dứt được cái tình trạng là biết thế. Trả lời được câu hỏi tại sao thì sẽ chấm dứt được cái tình trạng này. Thì kính thưa các bạn, cô sẽ lấy ví dụ về rộng hơn để cho các bạn tư duy nhé. Các bạn có thấy là con gà nó chỉ ăn được thóc, gạo và ngô mà nó ăn sỏi, nó không ăn được miếng thịt sống, phải không? Không mổ thịt sống nó ăn, nó không ăn được những cái món ăn của con vật khác. Thế rồi thì
nhiều cái con bò nó chỉ ăn được cái món ăn về cỏ, chứ đưa ra mà nào là thịt xào, cá rán đủ thứ nó cũng không ăn, mà cái cỏ nó mới ngon với nó cơ. Dù là rơm nó cũng thấy thơm và ngon, phải không các bạn? Mỗi loài nó chỉ ăn được cái thức ăn của nó thôi, nó không ăn được các thức ăn khác. Thì nó ăn cái thức ăn đấy nó có thích không? Rất thích. Giờ cô mới quay lại cái tình cảm của các bạn dành cho nhau. Có người thì nhìn thấy người da đen lại thấy rất đẹp, gọi là ngăm ngăm da trâu, nhìn lâu thấy đẹp. Ngắm rất đẹp. Cái người thì lại nhìn thấy bạn nữ có cái mông sệ sệ trông lại hay hay. Có mà. Tức là ta nhìn thấy cái người ta thích cái rất là duyên dáng, nhưng mà lấy về rồi thì mới thấy nó không đẹp. Còn lúc yêu thì thấy rất đẹp, nhưng lấy về rồi mới bảo là hồi xưa không biết làm sao lúc ấy mình quáng gà. Thật đấy, quáng gà. Tại sao nhỉ? Đó là nghiệp nó nhìn. Kiếp trước mình đã tạo ra một cái phần phúc như thế này, cho nên mình chỉ có thể lấy được người này như vậy, bởi vì người này sẽ đem lại điều đó cho mình. Và kiếp trước mình đã tạo tội thế này, cho nên mình sẽ phải lấy cái người này. Người này về họ sẽ hành hạ mình như vậy. Cho nên cái người này đủ tiêu chuẩn để cho mình trả quả báo của kiếp trước, nên đến bây giờ mình thích. Các bạn, cô giải thích được câu hỏi tại sao chưa? Cái người này phù hợp để cho mình trả quả báo kiếp trước của mình, cho nên mình sinh tâm yêu thích. Còn nữa, một trường hợp khác nữa. Người này rất là tham, rất thích cái người bạn nam đẹp trai, nhưng mà bạn ấy chỉ yêu người khác và không yêu mình. Không yêu mình. Đấy, rất thích đấy chứ, có phải là ai thích cũng yêu được đâu. Rất thích bạn nam đẹp trai nhưng bạn không yêu. Nhưng còn bạn nam này rất thích bạn nữ đẹp gái kia nhưng bạn lại không yêu. Bạn chỉ yêu người khác thôi, không yêu mình. Họ mình rất thích. Thế thì do đâu lại khởi sinh ra cái đau khổ ngay trong tình yêu như vậy? Nó không chọn được đúng cái người mà mình phải chịu quả báo, mà nó lại phải lấy cái người mà mình phải chịu quả báo để người ta có đối xử không tốt, hoặc người ta không thấy lại kia mình, nhưng lại sống vì cái đau khổ hơn, lại thích cái người kia mà người ta lại không lấy mình. Đấy lại là một cái quả báo. Cái quả báo này là nhiều kiếp hoặc kiếp trước khi yêu mà phụ tình, đang yêu người này bắt cá hai tay, thì sau này sẽ có quả báo đấy đời này hoặc là các đời kế tiếp. Người ta phải lấy cái người này, chỉ người này yêu mà chỉ có duyên để lấy, nhưng lại yêu cái người khác không lấy. Đấy là quả báo của những người đang yêu đã phụ tình, chứ không phải là vợ chồng đâu nhé, mới là yêu thôi. Trong khi chúng ta yêu, chúng ta được quyền lựa chọn, nhưng chúng ta không phù hợp thì chúng ta phải chia tay rồi chúng ta mới đi lấy yêu người khác, thì chúng ta không bị như vậy. Nhưng nếu như chúng ta đang yêu rồi chúng ta lại bắt cá hai tay, thì sau này chúng ta lấy phải người chồng hoặc người vợ mình không yêu nhưng mình lại yêu người khác, và đến nhiều kiếp sau mình rất yêu người khác nhưng người ta lại không để ý đến mình, không yêu mình, mình lại phải lấy cái người mà mình không yêu. Đấy, các bạn từ nay đừng bắt cá hai tay nhé. Không phải là giỏi giang gì hay không phải là mình có duyên đâu. Nhiều lúc lại nghĩ rằng mình cao giá, cho nên mình được quyền yêu ba người một lúc xong chọn một người. Không có như thế đâu, quả báo cả đấy. Không phải là sung sướng gì cái việc này đâu. Đấy, các bạn thấy không? Trên cái nhân quả này, nó rất là vi tế. Cho nên chúng ta phải sống đúng đức hạnh thôi.
Thì cái bạn ấy chỉ yêu cái người đó là do cái người đó phù hợp với cái quả báo hoặc là phước báo bạn ấy đã gieo từ trước. Thế còn bây giờ tất cả bạn nam nữ chúng ta ở đây, nếu như ai chưa có vợ có chồng, mình phải chuyển cái quả báo ấy đi chứ không phải do trời định nhé. Đây là quả báo của mình chứ không do trời định. Quả báo của mình kiếp trước là từ thân khẩu ý của mình mà ra, và bây giờ mình phải dùng chính thân khẩu ý của mình để chuyển hóa nó, chuyển hóa nó. Thì bây giờ các bạn phải đúng mực trong tình yêu, và cái mà để cho các bạn chuyển nghiệp nhanh nhất, tức là nhanh nhất mà chưa đi đến cái thực hành thực tế, là các bạn xây dựng cho mình một cái tư tưởng, tức là ý cực mạnh. Ý của mình cực mạnh thay đổi được nghiệp. Tôi trong cuộc đời này yêu để lựa chọn, yêu ai tôi nhất thiết yêu người đó, và tôi sẽ chuyển hóa, tức là người đó có gì không phù hợp tôi sẽ đóng góp ý kiến để cho phù hợp. Nhưng đến lúc tôi cảm thấy không phù hợp, tôi sẽ nói ra tại sao không phù hợp, rồi tôi chia tay, tôi sẽ đi yêu người khác. Còn trong quá trình yêu một người này, mình có thể nhận xét về những người xung quanh có những ưu điểm này ở trong đầu của mình. Các bạn rõ chỗ này chưa? Nhận xét cái này. Còn người mình đã yêu rồi, người ta có khuyết điểm gì, các bạn phải góp ý thẳng thắn để cho chỉnh sửa. Thì khi các bạn có tư tưởng như vậy, các bạn có thể xoay chuyển ngay cái nghiệp lực của chính mình. Đây cô sẽ nói như thế này thôi ạ. Ví dụ chúng ta đang đi trong một con đường, cứ đi thẳng như thế này thì chúng ta sẽ đi đến cuối. Nhưng chúng ta quyết định rẽ, tức là rẽ thế này nó sẽ đi khác. Phải không các bạn? Thì trong nhiều kiếp mình thường là yêu một lúc 2-3 người rồi phụ tình, thì đến bây giờ mình tiếp tục chịu cái quả báo, tức là tiếp tục đi đường thẳng và phải chịu quả báo. Thì bây giờ mình đi rẽ sang thành là người chân thật, chân chính, thiện lành, mình sẽ rẽ được cuộc đời mình sang lối khác. Đấy là cái ý của mình cực mạnh, mãnh liệt thì thay đổi được cuộc đời của mình. Cô chỉ nói ví dụ thôi. Ví dụ như Bác Hồ của chúng ta. Cái ý của Bác Hồ cực mạnh là muốn cho dân tộc mình được giải phóng, tức là cái ý lúc cực mạnh sẽ thay đổi được cả một cuộc đời của Bác và nhiều cuộc đời. Cho nên nghiệp ở trong thân khẩu ý sinh ra. Cho nên chúng ta phải dùng cái ý lúc mạnh. Thì ở trong Phật Pháp, Phật dạy thế này này. Những gì cần tư duy thì các ông phải tư duy làm cho nó được sung mãn. Sung mãn tức là nhiều. Từ tư duy sung mãn đó, các ông sẽ được lợi ích lớn, được quả báo lớn. Đấy, tức là từ cái tư duy này sẽ thành một cái tư tưởng lớn cho mình. Vì cái tư tưởng đó, nó sẽ tiêu diệt tất cả các quả báo bất thiện trước, mà từ cái tư tưởng bất thiện trong vấn đề đó nó sinh ra. Phải không? Trong vấn đề tình yêu và hôn nhân, mình sinh ra một cái tư tưởng cực mạnh và mình thực hành theo nó, thì mình sẽ tiêu diệt được hết cái quả báo mà nhiều kiếp trước mình phụ tình bạc nghĩa. Các bạn rõ chỗ này chưa? Vì thế cho nên là đệ tử Phật mới chứng thánh được, vì là vì cái tư tưởng thiện lành cực mạnh của các vị tu học Phật Pháp, trên các vị tiêu diệt hết tất cả các nghiệp từ quá khứ và chứng đắc thánh giải thoát. Đấy, cô đưa cho các bạn những cái cách mà chúng ta có thể làm chuyển hóa nghiệp lực ngay trong một thời điểm. Trong một thời điểm mình có thể thay đổi tình thế. Ví dụ chúng ta đi đàm phán với ai cũng thế. Chúng ta biết người ta là người đang có âm mưu với mình. Chỗ này cô nói để các bạn rất lợi ích trong kinh doanh và làm tất cả mọi việc, rất lợi ích. Khi ta phát hiện ra đối phương là người đang có phương pháp hại ta, các bạn xoay đổi tình thế ngay trong tư duy của các bạn thôi. Người này đang không tốt với tôi là do nghiệp báo của tôi. Vì thế tôi không thù, không hận và không nuôi cái chí trả thù người này. Tôi mong sao cho người ta tốt đẹp, và bây giờ tôi sẽ xử lý mọi việc để cho người ta không thể tiến hành tiếp cái việc làm ác này. Và sau đó mình xử lý việc, đây là ông làm hại tôi, đây là thế này, trong tâm không sân giận. Mình sẽ thay đổi được tình thế của mình
trong lĩnh vực đó, nếu là kinh doanh, nếu là tình bạn, nếu là chiến lược, nếu là giao tiếp, mình đều đứng trên thế thắng. Các bạn rõ chỗ này chưa? Cái này, cái câu nói này của cô thì các bạn phải nghe nhiều, tư duy nhiều và mang ra áp dụng thực hành nhiều. Nó sẽ thành một thói quen, nó sẽ thay đổi cuộc đời của mình ngay trong hiện tại, mà không phải để nhân quả trong kiếp sau hay cuối đời, mà ngay lập tức nó thay đổi được tình thế. Thế cho nên là cái chiến lược giao tiếp thành công trong đạo Phật đó là sự nhẫn nhục. Nhưng thực sự nhẫn nhục bằng trí tuệ, tâm họ đã bình lặng rồi. Tâm không còn khởi ác hại, tâm không còn khởi sân giận, tâm có tình thương. Cho nên tình thương thì bao giờ cũng đứng trong cái việc mà bao quát. Các bạn thấy cái người tình thương bao giờ cũng đứng bên trên không? Chủ tịch tỉnh thì phải lo cho cả tỉnh, là người này nhiều kiếp phải tu cái tình thương, phải không? Phải không bạn? Cho nên là trong một sự việc, mình phải diệt ngay cái tâm đối kháng ác hại, mà mình phải khởi được cái lên cái tâm tình thương. Muốn khởi được thì phải quán nhân quả. Thì ngay trong sự việc khi các bạn đi giao tiếp, các bạn sẽ làm chủ tình thế nhé. Đấy là lợi ích của giao tiếp rất lớn. Cho nên muốn thành công được việc này, các bạn phải nghe và tư duy nhiều về mặt này. Các bạn rõ chưa? Và thực hành thật nhiều. Đấy, thì các bạn sẽ có được lợi ích nhé. Thế thì ngay trong tất cả các bạn đều đưa cho mình một tư tưởng, một quan điểm rất lớn trong các mối quan hệ về tình bạn, tình yêu, thì các bạn sẽ thay đổi được cái nghiệp của mình, và các bạn sẽ có thể lấy được người tốt hơn cái người bây giờ rất nhiều lần. Lúc đó bạn sẽ không thấy yêu cái bạn này nữa, bởi vì bạn này không đáp ứng đủ cái phúc báo của bạn. Bạn đủ nhân duyên, nhìn thấy người này không thấy thích nữa, không thấy yêu nữa. Lúc bấy giờ sẽ thấy yêu và thích cái người mà phù hợp hơn, mang đến hạnh phúc của mình hơn. Cho nên sự yêu và thích là do nghiệp. Các bạn rõ chỗ này chưa? Trên con bò nó yêu cây cỏ là do nghiệp của nó. Đấy, con bò nó yêu cỏ, yêu dơ. Thế còn con người thì yêu cơm, yêu cá, yêu thịt, yêu các thứ. Đấy là do phước của con người. Phải không các bạn? Nhá, ấy cho nên là yêu hay ghét đều là do nghiệp. Mình chuyển tâm của mình đi thì bớt ghét và nhiều gì? Nhiều cái yêu thương. Nhá. À, dạ vâng ạ. Con xin cảm ơn câu trả lời của cô. Các bạn đã hiểu và biết cách làm thế nào để chúng ta được phước và yêu thích những cái điều tốt đẹp chưa? Vâng, cảm ơn các bạn.